trái đó trái gì bói? Bói gắn ngược rồi. Gắn vậy mới đúng. Trái đó trái gì bói? Mắt hay cầu. Trái dâu màu gì? Màu gì? Màu màu á. Với màu gì nữa? Màu sữa rất biển nữa. Lấy dao cắt được đó đi. Cắt đi. Cắt ngược rồi, cầm cái dao ngược rồi. Úp cái dao xuống. Cái dao con cầm ngược rồi. Cái đó cái lưỡi gì, đâu phải lưỡi dao đâu. Trời ơi. Đứt luôn rồi. Á. Á. Trái đó trái gì? Trái cà tím. Đúng rồi, trái cà tím. Trời ơi. Wow. Trái đó trái gì? Trái đậu que. Trái đó trái gì? Trái bắp. Đúng. Ớt ồ. Ớt ồ. Văng đâu rồi? Kẹt kẹt.